Ngày thứ tư của Covid rồi. Hiện tại thì không đau đầu, không sốt, không có những cái triệu chứng đó nữa. Lại xuất hiện một cái triệu chứng đó là bị tịt mũi mọi người ạ. Cũng cảm giác là khó thở một chút. Đấy. Tuy nhiên thì vẫn đã còn ngửi thấy mùi. Vẫn ngửi được. Đấy, chứ cũng không phải là bị mất mùi đâu. Tưởng ngày hôm qua là như vậy là ổn rồi, nhưng mà không ngờ là nó lại có tiếp. Đấy, hôm nay lại thấy xảy ra tiếp, đó là tịt mũi và chảy nước mắt. Trời đã nắng lên rồi mọi người ạ, và chắc là tí nữa thì cũng sẽ phải tắm gội chút, bởi vì là cũng 4 ngày rồi chưa tắm, và bây giờ bắt đầu thấy hơi hơi ngứa đầu và người cũng hơi khó chịu rồi. Và hôm nay thời tiết nó nắng ấm đến như thế này rồi thì chắc là cũng phải tắm rửa để cho nó sạch sẽ và để nó đỡ lây nhiễm hơn. Đây nha mọi người nha, mình bây giờ sẽ là tiết mục đi tắm đây. Đun một nồi nước như thế này, các cái lá cây như thế này, đi tắm vào buổi trưa nha. Nó chờ cái thời tiết thật ấm lên, chờ thời tiết ấm lên mình mới đi tắm nha, chứ không phải là tắm lúc thời tiết lạnh là nó có thể nặng lên. Nhưng mà giờ thì ok, có thể đi tắm được. Trong này là có lá xả, lá bưởi. Mọi người có thể cho thêm lá trầu không được nhé. Ồ, rất là nóng. Như vậy là mình vừa tắm xong mọi người ạ. Đấy, thì thấy cũng rất là thoải mái hơn, đầu đỡ ngứa hơn, người cũng thấy thoải mái hơn. Đây còn đây, nhiều người nói là khi bị cái này thì không nên tắm, thì mọi người cứ theo dõi nhé, ngày mai như thế nào mình sẽ báo lại cho mọi người nhé, xem có nặng lên không nhá. Giờ thì mình sẽ test nha mọi người nhé. Đây, quên test đây, mình sẽ tự test luôn. Chắc là khó chịu lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình tự test cho mình đấy. Nhưng mà cũng không đến mức sợ lắm đâu mọi người. Cứ làm từ từ rồi nó cũng ổn cả thôi. Nói chung cũng không khó lắm. Mình tự làm thôi. Vẫn đang hai vạch rồi. Vẫn hai vạch mọi người ạ. Trong ngày tiếp theo sẽ như thế nào thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người nha. Mọi người theo dõi để xem những cái diễn biến tiếp theo nha.